Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Viva An Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái món canh chua rau muống nha. Mà hôm nay canh chua rau muống này thì mình nấu với tôm nha cả nhà. Đây là mình chuẩn bị sẵn 300g tôm nè. Tôm này bên Việt Nam kêu tôm sú hả? Chắc vậy quá. Lâu quá không biết, nhưng mà tưng thì mình bên đây là mình mua loại tôm này. Bên đây thì chợ Mỹ nó bán tôm cả nhà, mà cái loại đó không có đầu. Ăn cũng ngon, cũng giòn lắm, nhưng mà mình thì mình thích loại tôm có đầu, và nó theo kiểu Việt Nam mình ăn hay mình để là cái đầu, cái mình rim hay là gì nó có cái gạch đó, ăn nó ngon ha. Mà mình nấu canh thì mình không có nấu có tôm mà không có đầu của chợ Mỹ nha, tại mình nấu với nó teo. Còn cái này thì mình nấu bằng tôm có đầu cho nó ngon ha cả nhà ha. Ở đây thì mình chuẩn bị sẵn bó rau muống nè, bột me với cà chua với lại cần với lại rau nêm nha cả nhà, mò gai với lại quế. Cả nhà thấy quế ngon không? Quế này là của nhỏ em mình, nó trồng á, mùa hè thì nó trồng nhà nó ăn khóm mà nó ra quá trời luôn. Mình cắt xong rồi mình rửa cả nhà, rửa xong cái mình để cho nó hơi ráo, mình bỏ lại. Là hôm nay là 2 tuần rồi phải không anh? Gần 2 tuần mà nó tươi gì nè, nửa tháng mà nó bung lên đẹp, nó ngon ghê luôn á, tươi trong luôn. Rau muống thì mùa này thì rau muống đầu mùa cả nhà. Mặc lắm. Mùa hè thì mình thích ăn rau muống lắm. Ở bên này thì mùa hè rau muống có nhiều nha cả nhà. Nhưng mà đầu hè nên, với lại lúc này nó nắng lắm, nắng hơn 100 độ không. Rau muống người ta tưới nước nhiều nên hơi mắc vô đây mà năm nè cả nhà. Mình bữa hỏi mình mua mình tính mua 2-3 bó thôi nha. Em mình nó la quá, mình lấy một bó thôi. Một bó có nhiêu đây nè. Rồi mình bỏ cái gốc già rồi cả nhà. Nên mình rửa sạch sẽ rồi nè. Mà cái này mình cũng mua hồi tuần rồi đó, thì mình đã nói rồi, mình ở bên đây thì mình làm hãng nên cuối tuần mình mới rảnh mình đi chợ thôi cả nhà, mình mua sẵn. Mình chút ở bên đây nó canh chua thì mình không có lặt giống như bên Việt Nam, tại rau muống bên Việt Nam rẻ ha, thì mình cứ lặt cái đọt mình ăn thôi. Còn bên đây là mình cứ lặt cái phần già này hết rồi cả nhà, giờ còn phần non thì mình để vậy. Cái chút mình lấy dao mình cắt khúc vậy, mình để mình nấu canh, không dám bỏ gì hết cả nhà. 5 đồng nó như đó, bằng cầm tay. Mùa hè này cái rau mà mình thích nhất là cái rau muống nè cả nhà. Mình thì mình không có trồng rau cải gì, mùa hè mình không có trồng, có nhà em thì trồng chút đỉnh thôi, nhưng mà rau muống thì không có trồng. Tại mình rau muống trồng thì nó hơi cực, tưới nước nhiều chứ phải có thời gian săn sóc nữa cả nhà. Thôi bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị nha cả nhà. Thì rau muống thì mình nói trước, mình cắt trước đi ha. Làm cho nó sơ cho cả nhà thấy. Này nãy mình lật cái này cũng già nè. Thấy nó non ghê luôn á ha. Đó, mình chỉ lật cái phần non thôi, mình cắt phút về rồi mình bỏ vô cả nhà. Dễ ăn nữa cả nhà, nó không có, nếu mình đặt theo kiểu bên Việt Nam mình có cái lá dính thì ăn nó không có gọn. Mình đi làm thì mình bỏ vô cái hũ nó cũng không có, nó hơi lộm thộm chút xíu, nên mình lúc nào mình nấu canh chua thì mình cũng cắt gì hết cả nhà. Nó vậy nè, rau này thì mình rửa sạch sẽ rồi. Ở bên đây có loại rau muống gì mình không biết nữa cả nhà, khi mình nấu cái phần này nè, mình rửa sạch sẽ, cái mình bóp sơ, cái mình rửa sơ nước muối á thì ăn nó không có chát. Nhưng mà rau muống này thì ngon, mình cũng có ăn qua rồi, thấy nó cái loại rau muống cái chợ này bán nó ngon nè, nó không có gì chát đó. Đó, bây giờ mình cắt lẻ làng ha, chịu khó lọc cái phần gốc già nó, rồi bắt đầu mình cắt khúc khúc, mình rửa sạch sẽ rồi cắt khúc khúc. Cả nhà biết không, mình ăn bún riêu á, bún riêu mà có loại rau muống bào ấy, giống y như bên Việt Nam mình á, thì mình lúc nào mình cũng giữ lại cái lá cả nhà, tiết kiệm nó nổi vậy á, giữ lại cái lá để mình nấu canh chua. Mình nhiều khi mình nấu chung với canh chua bạc hà là nó cũng ngon nữa. Cái cọng thì mình bào ra, còn không thôi là mình ăn canh bún bắp ha. Bún bự là bún bắp không? Ừ, canh bún. Canh bún, mình kêu canh bún mà không biết thứ nấu cộng bự thật bự cả nhà, rồi giò thịt viên viên đó. Đó là thì mình thì thường mình kêu canh bún. Mà mình ăn nguyên cộng luôn. Mùa hè là mình thích nhất là cái món bún riêu rồi, tại vì nó có rau muống cả nhà. Để mốt tới hồi rộ rồi bắt đầu mình ăn cái canh bún. Vậy là xong rồi đó, mình chuẩn bị rau canh rau muống xong.
dễ dàng quá ha. Mình tới phần đập rau. Tôm thì chút mình chỉ cắt cái đầu với lại cái phần đầu với phần rau, phần chân với phần đuôi thôi cả nhà. Chứ là mình lọc sơ cái đậu rồi mình ngâm sơ qua bên chút xíu rượu hay là nước muối cả nhà. Mình cho nó xả cái mùi tanh ra đó. Bắt đầu cái mình nấu ha. Còn giờ thì mình đặt rau, rau quế, rau nêm. Còn cần này thì mình mua bên đây nè cả nhà. Như đây là 2 đồng rồi nha. 2 đồng đó. Cái cọng nó hơi bự nên chủ yếu khi mình nấu canh chua thì thường mình nấu cái phần cọng trước, còn cái phần lá thì mình hay xào hoặc mình ăn hủ tiếu Nam Giang ha. Phần cần thì mình nấu gì? Nấu ngon lắm nha. 2 đồng 4 cọng. Còn thôi mua cần Mỹ cũng được cả nhà, cần Mỹ một cái cọng bự vậy đó, một bó bự vậy. Bán cũng đồng mấy anh ha. Mình xài như đây thôi. Còn cái phần nêm thì mình để đó. Quế mình cũng để mà. Đây rau ôm cả nhà. Hồi xưa mình có bà dì bên đây trồng rau ôm dữ lắm luôn mà giờ bà đi mới mua qua Florida rồi. Nên là mùa hè là mình mua rau ôm thôi. Không có. Hồi đó má Tư cho mình ha anh ha. Trồng rất là nhiều. Nhiều lắm. Đủ thứ rau. Quế nó non ghê luôn. Quế có bông luôn cả nhà, năm nào cũng vậy. Mùa trước thì ở phía cái bông quế không biết sao mà đâu có trồng trước đâu, mà nó làm như cái bông nó bay hay sao, nó rụng sao mình không biết nữa, mà nó lên phía trước rồi cái nhỏ em mình nó phải trong cái bụng bông của nó đó, bụng hoa của nó đó, nó phải bỏ bông đi, nó trồng, nó thích trồng cây ăn nè, trồng rau cải luôn nè, trồng bạc hà mà quá trời lên dữ lắm. Để rau ôm đi. Mình chuẩn bị trước. Bây giờ cái xong để mình cắt cái cà nha cả nhà. Cà thì bên đây rẻ. Như đây đồng mấy ở nhà rẻ ha. Mình chỉ nặng cái hộp ra rồi mình bỏ chung với lại cái chứ mình cắt cái phần bếp thôi. Mình chút được mình rửa sơ. Mình để hộp cũng được ở nhà nhưng mà mình nấu canh chua mình không có thích để hộp cà. Mình nấu 3 trái thôi nha. Đầu tôm mình đem rửa ha. Rồi cả nhà chờ mình chút xíu nha, để mình cắt tôm mình rửa bỏ nó cơm. Đầu tôm thì mình có thể dùng con dao hoặc mình lấy cái kéo, mà cái kéo thì nó dễ hơn nha cả nhà. Đây. Mình lấy cái kéo mình cắt nghe nè. Mình để luôn vỏ mình nấu canh ha. Cái phần chỉ ở trong á mình lấy cũng được, không lấy cũng được, mình lấy cái cây tăm á cả nhà, mình xỏ vô đây cái mình rút nó ra dễ lắm. Mình cắt hết cái phần rau này nè. Cái phần này chút nữa thì mình khỏi cần lột, mình chỉ cần mình đem lên mình xào sơ á, cái này nó tự nó tróc ra nè cả nhà đó. Nó bung ra hết rồi ha. Bây giờ thôi để mình làm đi cho nó xong rồi cái mình làm tiếp nha cả nhà nha. Nồi nha, cái nồi bên đây mình chế khoảng 3 tô nước ha. Bây giờ bắt lên cho nó sôi nha cả nhà.
là mình nấu nước canh chua. Còn bên đây cái nồi bắt cho nó nóng nè, là mình bỏ tôm vô mình xào sơ ha. Bắt cho nó nóng mình xay mình cái mỡ hành mỡ tỏi sẵn không mà cả nhà, cho nó tiện nữa. Tôm mình cắt sạch sẽ, mình làm sạch sẽ, mình ngâm qua rượu rồi nè cả nhà. Đó, vậy thôi à. Mình để vô nè, mình xào cho nó vàng lên, mình nêm chút xíu đường, chút xíu muối là được nè. Để nó vàng nè, mình bắt cái nồi nước này, mình có chuẩn bị miếng tôm khô nữa cả nhà, tại vì nhà mình thì thích ăn, thường thường mình nấu canh chua rau muống, nhà mình cũng thích ăn cái tôm khô nữa. Bây giờ mình để đây cho nó sôi ha, mình cho cái phần tôm khô vô. Còn đây thì mình sử dụng cái bột me nè cả nhà, ở bên đây thì đa số là sử dụng bột me không à. Đó, nó có sẵn công thức hết trơn à. Bột me này nó chua lắm, không biết làm sao mà nó chua ghê lắm nè, phải bỏ đường dữ lắm luôn canh chua nó mới ngon. Đó, bây giờ cái phần này nha cả nhà, mình cho vô miếng đường, miếng bột ngọt thôi, mình cho cái tôm mình nó thơm, mình chỉ xào sơ thôi nha cả nhà. Cái tôm mình nó ngon, nó thấm gia vị rồi. Có nhiều người thì không có thích nêm muối, nhưng mà mình thì mình thích nêm chút xíu muối, mình cho tôm của mình nó săn, nó cứng mà nó ngon hơn. Tại tôm có đầu này thường thường của chợ Việt Nam bán thì nó hơi mềm, nó không có giống như tôm của chợ Mỹ nữa nè. Tôm của chợ Mỹ mình không biết sao mà nó dai với lại nó giòn ha anh ha. Mình xào rồi thôi, cho nó có mùi nhưng mà nó thơm thôi cả nhà. Đây mình để đây, không cần chín là chút mình phải bỏ vô cái phần cái canh chua rồi. Mình nó cũng chín rồi. Bỏ qua đây để nó khét. Còn giờ mà mình bắt nước lên ha, mình đổ bột me vô đấy nè. Giờ mình nấu lên cho nó sôi đi ha, nó vừa sôi thôi, đừng có sôi quá. Rồi bắt đầu mình nêm nếm nha. Rồi cái nồi nước me mình nó vừa sôi nè cả nhà. Mình gấp tôm mình bỏ vô trước ha, còn sống nó nhảy kìa. Mà có vỏ vậy nó nước lèo nó cũng ngọt nữa cả nhà. Bây giờ nó vừa sôi vậy mình bỏ cà vô. Hồi nãy mình thấy còn 3 trái cà thôi, mình nấu luôn. Cà ăn nhiều tôm tốt, có nhiều chất vitamin ha. Sôi bắt đầu mình, khi mà cái này phần này nó chín thì mình để cho nó sôi bùn, mình thả ra muối vô rồi mình đường nha nha. Nó canh chua chủ yếu là mình nêm đường chứ chưa ngọt ngọt mới ngon, cho nó chua chua nó ngọt ngọt mới ngon. Mình làm 4 muỗng canh đường, bột ngọt thì chút xíu thôi, khỏi bằng muối nha cả nhà. Một chút là mình nêm nước mắm. Vô một muỗng canh nước mắm nha. Đó, bây giờ mình nấu lên cho nó sôi. Rồi xong khi mà nó sôi thật là nhiều mới vào mình mới bỏ ra muối thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ cái nồi canh của mình cả nhà nó sôi nè. Ngon ghê ăn ha. Dùng cái màu đã. Tại vì cái màu của gạch tôm á nó lên với màu cà nè. Bởi vậy bên đây á, nhiều khi mình nấu canh nấu bún riêu ở nhà mình bỏ tôm, cà nhiều mình nấu tôm cái màu nó cũng nhiều. Bây giờ nó sôi lên nè cả nhà.
muốn mà rau muống mình mà nó xanh ngon thì mình để cho nó sôi bùng lên cả nhà, còn không thôi thì mình cứ sôi như vậy là mình bỏ vô được rồi. Tại vì mình nấu thì khi mình ăn thì chút nó nguội thì rau muống mình nó cũng hơi đen, nhưng mà mình, nếu mà nó sôi bùng thì nó xanh lâu chút ha. Xong rồi cái nó sôi lên cái mình đem nếm lại là mình tắt lửa là vừa là xong rồi đó nha cả nhà. Cái món canh chua này ăn với cá kho ha, thịt ram ha, thịt ram đấy mới ngon. Cá kho tiêu đồ ha, thịt ram ở đây thì thường thường mình ăn với lại thịt ram cả nhà. Tại vì mình đi làm ít có ăn cá, mình đem đi làm ở nhà thì mình kho cá mình ăn với canh chua, chứ mình đi làm thường thường mình ăn với thịt ram hoặc là thịt kho tiêu mà dạng như kho kẹo á đó. Cả nhà thấy không, giờ đang ngọ xong rồi nè, hấp dẫn quá. Giờ xúc tô cơm nữa là đủ rồi ha. Nước một chén nước mắm ớt, sắc ớt bỏ vô đây thì mình có ớt này của mình hết, ớt đỏ này, ớt xanh của hồi năm rồi nó sôi lên rồi cả nhà. Bây giờ mình tắt lửa nha, tắt lửa rồi mới đầu mình mới bỏ cái rau diêm với lại ớt rồi vô. Cần á, mình bỏ vô cái nước sôi cho mình tắt này cả nhà. Chút nữa ăn giòn giòn ngon lắm. Rồi chút mình cho thôi vô thêm miếng mỡ tỏi ha, là mỡ hành phi vậy đó là nó ngon à. Cây nhà lá dừa nè. Rồi xong, để mình múc ra mình trình bày đó cả nhà. Lúc nào nhà mình cũng có hai cái món tỏi phi với hành phi ha các anh nha. Mình dùng để mình nêm ra xong. Món chủ lực. Nha. Rồi bây giờ để mình múc ra nha. Rồi cái món rau muống canh rau muống tôm của Vivan Nguyễn TV đó hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Cả nhà thấy sao nè? Ngon. Ngon mà đẹp nữa ha. Ừ. Màu xanh của tôm, màu xanh màu đỏ của tôm, màu xanh của rau muống nè. Đó, giờ hấp dẫn quá trời luôn. Ớt này coi chứ nó cay lắm, cái nhà ớt nhà trồng mà nó cay ghê luôn á. Hồi năm rồi nhưng mà năm tới năm nay mình mới xài. Rồi, cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Vivian Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều, thân ái và chào tạm biệt.